Thằng đó này là vua mà, vua theo Việt. Thì tôi khẳng định là tôi sẽ đóng kênh nếu mà thằng Hoàng Nghiêu mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó không dám chứng minh. Nó không dám chứng minh. Chắc ngày mai cảm ơn Ba Hy. Và nếu mà cảm ơn Ba Hy đó thì phải có mặt Ba Hy nha. Chiều tối Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023, hôm nay tôi cùng với Kim Ngân đến nhà hàng Đất Sét ở tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng vui với các anh em, nhất là vui với Bảy Từ ở Úc về lại nơi đây để gặp Thái Quốc Thọ, anh Ba Hy và các anh khác ở nơi đây. Đây là hàng nhà hàng Đất Sét ở tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Em xin chào anh Ba. Anh Ba hình như đang ở Houston với em hay là đúng, đang... đúng rồi, đang ở Mỹ. Mới vào Mỹ. Ủa, sao anh kéo cả cái băng này đi về Houston lại vậy nè? Đi về Houston chơi. Ủa, cái anh Trần Cường này cũng tới Houston rồi à? Đúng rồi, về tới Houston không? Anh phải nói là ngày tháng đàng hoàng đã. À. Hôm nay không phải ngày clip cũ. Hôm nay mới là ngày mùng 9 tháng 7, ngày chiều Chủ nhật thôi. Năm 2023. Còn sao chú Bảy từ bên Úc em cũng bay về Hương Sinh em ở à? Dạ. Ồ lạ nha. Lâu lâu quá âm mừng mồm tiếng. Ờ thế lạ nha. Ủa Thái Quốc Thọ cũng bay từ Sài Gòn vô về Hương Sinh trưa hôm nay. Trưa hôm nay á, Hùng Cột là Nguyễn Thương Hùng á, nó có nói đó, ai mà chứng minh Hoài Duy Hùng đang ở Việt Nam thì nó đóng kênh. Hùng chó hả? Hùng chó. Thì quý vị các bạn biết hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2023, ngày Chủ nhật. Anh em chúng tôi hiện giờ có mặt ở đây là để giao lưu ăn cơm với nhau. Và nói thật ra Hùng Cột đóng kênh thì cũng tội nghiệp đó, thôi mày chặt bớt thêm cánh tay nó đi, khỏi đóng. Rồi mà hôm nay là mình đang ăn ở tại nhà hàng Đất Sét phải không? Mình nói ông đó, ông điên rồi, đừng có nói hình chi. Nó đi về cái bản này nó nói đi. Vô. Ba Hy là ai mà chứng minh được Hoài Duy Hùng đã ở Việt Nam thì nó sẽ đấu trên. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 2023, Sài Gòn Vivo cũng đang ngồi với luật sư Hoài Duy Hùng toàn thể anh em đây. Cái clip ngắn này là để nói cho Nguyễn Phương Hùng biết cái chuyện gì á mình nên bị được cái thì bị và đừng có nói bị quá không đau không hay. Còn về vấn đề đóng kênh đó là chắc chắn là không bao giờ là mày đóng kênh đâu, nhưng để cho mày biết đây là một đây Hoài Duy Hùng ơi. Thánh Giống ơi, em quen với Bảy này cũng mấy năm trời, cứ hẹn ở bên Úc về gặp mà lâu lắm rồi không được. Hôm nay á là Bảy mới từ bên Úc về nè, chào chú Bảy nha. Đó.